Vâng, xin chào tất cả quý vị và các bạn đam mê âm thanh trên khắp mọi miền tổ quốc đã cùng quay trở lại với kênh YouTube của MD Audio. Ngày hôm nay tôi rất vui mừng lại quay trở lại và giới thiệu đến mọi người một cái sản phẩm, những sản phẩm rất là hấp dẫn, những cái sản phẩm mà giúp quý vị và các bạn chơi nhạc chất lượng cao từ điện thoại hay từ máy tính vào giải mã. Đó là những sản phẩm, những sợi dây OTG và những sợi dây USB ở đây. Ngày hôm nay tôi đã về hàng khoảng 2-3 hôm nay rồi và test chất lượng rất là tốt anh em nhé. Ngày hôm nay thì sẽ có 3 sản phẩm chính tôi muốn giới thiệu đến mọi người, đó là đầu tiên ba sản phẩm này là đều của hãng Zenith anh em nhé, hãng Zenith của Singapore. Đây, thời gian gần đây tôi đã giới thiệu rất nhiều về những cái sản phẩm về cái hãng này rồi thì anh em cũng đã có trải nghiệm sử dụng và anh em biết là những cái sản phẩm của hãng này nó rất là tốt. Đầu tiên là những cái dây nối như thế này, những cái dây nối như này thì anh em nối từ những cái dây USB. Anh em mua giải mã thì nó sẽ có sẵn dây USB đi kèm. Thì anh em không muốn mua thêm hẳn một cái dây dài nữa thì anh em mua thêm cái đoạn dây nối này thì sẽ nối cắm trực tiếp vào điện thoại anh em nhé. Ở đây cái đoạn dây nối này hiện tại tôi chỉ có của Samsung anh em nhé, này của Samsung chân Type C, chân mới, chân dẹt hai đầu như này dành cho điện thoại Samsung, cắm cả hai chiều vào. Tiếp theo là sản phẩm dây USB. Dây USB này thì anh em sẽ cắm từ máy tính này, từ laptop này, máy tính vào DAC. Đấy, và cuối cùng là một dây sản phẩm mà cũng dây OTG của hãng của iPhone. Cái này thì không phải của Zenith anh em nhé, cái này tôi còn rất là ít thôi. Chủ đạo ngày hôm nay là hai mẫu sản phẩm này dành cho điện thoại Samsung. iPhone thì đợt này rất tiếc là chưa về được hàng anh em nhé, iPhone chỉ có một loại thôi. Đây, còn Zenith lần này thì anh em thấy đây. Với những anh em hiện nay mà chơi nhạc qua giải mã ấy, thì cái Bluetooth nó hay là cái cổng quang thì nó đã rất là chất lượng rồi. Nhưng đây ví dụ như một chiếc đầu giải mã cao cấp ở đây, nhưng đây cái cổng Bluetooth này và cái cổng quang đấy anh em sử dụng nhiều nhất trên những cái đầu giải mã. Nhưng với những anh em chơi nhạc lâu năm và chơi nhạc lossless hay muốn khai thác tối đa tất cả những cái gì gọi là tinh túy nhất, nó hay nhất để con giải mã nó làm được thì cái cổng PC USB luôn luôn là cái cổng cho cái chất lượng nhạc cao nhất trên con giải mã anh em nhé. Ví dụ như con giải mã này, tôi đang có một chiếc giải mã 32 bit tần số lấy mẫu là 768 kHz, thì cái cổng PC USB mới cho ra được cái chất lượng cao nhất như vậy. Còn cổng quang hay là cổng Bluetooth thì chỉ có là 24 bit và 192 kHz thôi. Đấy, nó là như vậy. Với anh em nào thường thường thì chúng ta nếu mà sử dụng mục đích sử dụng chủ yếu là chơi từ TV và Bluetooth thì chúng ta sẽ không cần quan tâm. Còn với anh em nào muốn khai thác tối đa, nghe nhạc chuyên nghiệp thì cái cổng USB này, cái kết nối có dây này nó là một cái gì đó rất là hay ho để cho anh em khai thác anh em nhé, rất là hay ho. Đấy, thời đại hiện nay thì công nghệ số rồi, chơi nhạc gọi là rất nhiều cách để chúng ta chơi nhạc. Và những con giải mã mới hiện nay anh em thấy này có rất nhiều cổng chơi để cho anh em có thể lựa chọn. Đấy, thì ngày hôm nay sẽ giới thiệu hai cái sản phẩm dây OTG của hãng Zenith mà tôi mới về cho anh em để test luôn. Này, đầu tiên là cái dây này sẽ bóc qua anh em nhé. Dây này sẽ có chiều dài là 2 mét anh em nhé, cái dây USB cắm từ laptop này. Thường thì anh em có những cái file nhạc lossless thì anh em hay cắm từ laptop cho nó tiện. Đây thì những cái dây này dài 2 mét anh em nhé. Với những cái dây OTG hay những cái dây USB như này anh em mua trôi nổi ngoài thị trường ấy, dây mà kém chất lượng nó sẽ không thoát ra tín hiệu nhé. Tôi gặp rất nhiều trường hợp rồi, rất nhiều anh em mà mua những cái dây như này về anh em bảo là ơ em ơi, anh ra chợ anh mua những cái, hay là ra cửa điện tử anh mua những cái dây kết nối mấy chục ngàn từ máy tính cắm vào DAC mà nó không ra tiếng, thì chia buồn với anh em là anh em đã mua phải những cái dây kém chất lượng anh em nhé. Vì đơn giản cái cổng USB là cái cổng xuất âm thanh kỹ thuật số tốc độ hay tín hiệu là cao nhất, cho nên là ở trong những cái dây này nó đều phải có chip anh em nhé, đều phải có chip để giúp anh em xử lý và truyền tải hết được những cái gọi là cái âm thanh đấy, mà cái con giải mã nó giải mã hết ra được. Đấy, còn anh em mua dây kém chất lượng thì đương nhiên là nó sẽ không xuất ra được đâu anh em nhé. Lõi dây này là lõi đồng nhá anh em nhá. Và trong này những cái đầu nối nó có con chip đây, đầu này là đầu cắm là giải mã, cái đầu hình ngôi nhà này. Giải mã mới bây giờ hầu như là cổng hình ngôi nhà hết, còn một số con giải mã thì nó mới có cái hình USB này thôi. Đấy. Còn cái dây OTG cũng vậy, cái dây nối OTG cũng vậy anh em. Anh em mua ở đâu thì anh em mua, lựa chọn những cái hãng nó nổi tiếng, những cái cửa hàng bán hàng nó tin cậy. Đấy, Zenith này. Dây tất cả đều được bọc dù anh em nhé, cái đầu nối. Đấy. Cái dây sợi dây rất là cao cấp. Những anh em mà săn tìm những cái dây USB cao cấp hay những cái đầu nối cao cấp này rất là nhiều, vì anh em biết được cái giá trị của nó để giúp chơi nhạc trực tiếp từ điện thoại hoặc từ laptop mà giải mã một cái chất lượng nhạc rất là cao. Đấy. Ngày đây ví dụ nhé, tôi đang kết nối với TV anh em có thể thấy trên TV
con giải mã này tôi đang kết nối đây thì anh em có thể thấy này, nhạc trên tivi nó chỉ có 48 kHz anh em nhé, tôi để cổng qua chỉ có 48 kHz thôi vì chất lượng nhạc nó chỉ có vậy thôi. Hay là cắm ở trên máy tính và laptop, nếu mà chúng ta không nguồn nhạc xịn thì cũng không thể nào lên được cái KZ đâu. Nên nhiều anh em vẫn hay hỏi tôi là tại sao cái số này nó chỉ là 48 hoặc là 44.1, vì đơn giản là cái nguồn nhạc của chúng ta không thể đáp ứng hết được đấy. Nhưng anh em chơi qua cổng USB cái âm thanh lúc nào nó xuất sắc nhất, nó hay nhất và nó trung thực nhất anh em nhé. Đầu tiên tôi cũng sẽ test cho anh em qua cái một cái điện thoại trước nhé, JOTG đây. Chúng ta sẽ cắm vào cái cổng ngôi nhà của giải mã anh em nhé, sẽ cắm vào cái cổng USB này, cái cổng PC USB này, anh em thấy đây, tôi sẽ cắm vào này. Và ở đằng trước thì anh em nhớ phải chuyển sang chế độ USB anh em nhé, nhớ chuyển sang chế độ USB trên con giải mã. Đây. Chúng ta cắm trực tiếp vào cổng chân sạc điện thoại anh em nhé, cắm trực tiếp vào cổng chân sạc đấy, nó nhận rồi anh em này, thì anh em thấy này, 44.1. Anh em thấy nó hiện luôn là 44.1. Đấy, giờ tôi sẽ bật một bài nhạc nhé, test cho anh em nghe thử. Đó vậy là xong anh em nhé, kết nối có dây rất tiện lợi mà nghe nhạc rất là hay. Và tôi sẽ vừa test qua điện thoại một chiếc là iPhone. Nếu mà dây kém chất lượng thì nó sẽ không xuất được âm thanh ra đâu anh em nhé. Giờ tôi sẽ test qua máy tính anh em nhé. Test qua máy tính, cái nguồn nhạc trên máy tính. Đây, bật mí với anh em này, anh em xem này. Tôi có rất nhiều những cái bài nhạc chất lượng cao đây dành cho quý vị và các bạn. Anh em nào mà muốn tải nhạc chất lượng cao thì liên hệ với tôi nhé. Hiện nay thì nếu mà bật những cái bài nhạc lên thì sẽ bị bản quyền, nên tôi sẽ không test cho anh em nghe thử đâu. Em thấy này, những file nhạc nó nặng đến 373 MB DSD anh em nhé, rất là kinh khủng luôn đấy. Và hôm nay không test cho anh em được. Anh em nào muốn nghe thì liên hệ với tôi nhé, tôi gửi link cho anh em tải miễn phí, hoàn toàn miễn phí, không mất một xu nào. Bây giờ sẽ test qua cho anh em nhạc qua máy tính đi. Đấy, những sợi dây rất là chất lượng, dây rất là mềm mại, vỏ da rắn cực kỳ chắc chắn của Zinet. Dây dài 2 m anh em nhé, kết nối giống hệt điện thoại. Đấy, vẫn cắm vào cổng USB bình thường. Chuyển sang USB, cắm vào máy tính là xong. Anh em nào nghe nhạc chất lượng cao mà chưa tìm được những cái sợi dây USB hay là những cái dây OTG cắm vào điện thoại và laptop thì liên hệ em ngay nhé anh em nhé. Đây, cắm vào cổng USB của laptop thôi, rất là đơn giản. Đây anh em thấy 48kz hiện luôn. Đây. Nghe cực kỳ hay anh em nhé, bass chép rất là sáng rõ. Đấy, tôi vừa test nhanh cho anh em thôi. Còn những cái bài nhạc chất lượng cao đấy thì em cần em liên hệ với tôi, tôi gửi miễn phí cho anh em về anh em tự tải về máy anh em nhé. Vì về bản quyền trên YouTube nó rất là khắt khe. Đấy, anh em thấy rất là đơn giản. Khi mà chúng ta có thể ở đây, cho nên chúng ta sở hữu được những sợi dây OTG như này. Cái đoạn này là sẽ là nối vào một cái dây USB. Đấy, nối vào dây USB. Nếu mà anh em có sẵn một dây USB này rồi thì cái này để nối vào cắm điện thoại vào anh em nhé. Đây rồi, cắm điện thoại vào, rất là đơn giản. Và cuối cùng sẽ là báo giá những cái sợi dây USB và dây OTG của hãng Zinet này đến anh em. Dây USB của Zinet dài 2 m có sẽ có giá là 320.000 đồng một sợi anh em nhé, 320.000 đồng một sợi. Và dây OTG sẽ có giá là 280.000 đồng một sợi anh em nhé, 280.000 đồng một sợi. Anh em nào mua hàng nhắn tin hoặc gọi điện cho tôi qua số điện thoại là 0931655426 hoặc kết bạn qua Zalo anh em nhé. Giao hàng toàn quốc, em nhận hàng kiểm tra thanh toán.
rất là chất lượng, rất là đẹp và đẳng cấp anh em nhé, rất là đẹp và đẳng cấp, hàng tuyển chọn, hàng của Singapore anh em nhé. Nói lại anh em một lần nữa là dạng Zenith của hãng của Singapore. Rồi, cảm ơn quý vị và các bạn cũng như anh em đã quan tâm theo dõi video này. Nếu thấy video này hay, đừng quên bấm nút like cũng như là đăng ký kênh để ủng hộ. Còn số điện thoại của tôi sẽ là 0931655426 anh em nhé. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.